được Quỳnh Pháp Hữu chia sẻ bài học ngày hôm nay. Và cũng đã trễ giờ rồi nên Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh thỉnh tiếng Việt thôi ạ, để cho ngắn gọn để có thời gian nhiều cho quý vị học bài. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, đổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Pháp Hữu lên chia sẽ bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, kính mời Quỳnh ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính lễ sư Thi Đức, kính lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Không biết có nghe rõ, nghe tốt không chị? Các anh bạn, nếu mà khai tốt thì xin cho số 1 của cái bông hồng. Cảm ơn quý anh chị. Để bắt đầu buổi đàm luận Phật Pháp, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghaṃ Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, pháp bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin nghi phép được đi vào đề tài của buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Đó là trình bày tóm tắt về chương 3
của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Chúng tôi có đưa ra trên cái link ở trên mạng, mời các anh chị đi vào đó. Cũng xin post lại ở đây cái giảng bài và những cái biểu đồ cần thiết để chúng ta dễ theo dõi. Thì mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên, đưa cái mũi tên vào trong cái hình nhỏ đầu tiên sẽ hiện ra một cái hình lớn. Hình đầu tiên này là cho thấy cái bố cục giảng bài của cuốn sách. Cuốn sách gồm có 24 chương và cái chương cuối cùng là chương kết luận và các hướng dẫn hành thiền, thì chúng tôi có tóm tắt lại và dịch ra tiếng Việt và có in ấn tống thành một tập sách nhỏ, gọi đặt cái tựa đề là 10 pháp quán tưởng mà chúng tôi có về Việt Nam trong tháng 2 vừa qua, và có các buổi nói chuyện chia sẻ cái nội dung của 10 cái pháp quán tưởng này ở Sài Gòn, Đà Nẵng cũng như ở Hà Nội. Chắc có lẽ một số các anh chị trong room này cũng đã tới dự những cái buổi nói chuyện đó. Và 24 chương của cuốn sách này đầu tiên đã được chúng tôi trình bày vào khoảng 6-7 tháng đầu năm ngoái 2019. Thì bây giờ thì chúng tôi xin chỉ trình bày lại thôi, bởi vì thấy cũng cần thiết và đồng thời cũng để duyệt lại cái phần mình dịch. Năm ngoái thì chỉ là sơ dịch, năm nay mình xem lại để chỉnh sửa thêm, và thấy cũng là một cái đề tài cần thiết trong cái thời buổi những cái nạn dịch corona này, nhiều người bị bệnh hoặc là ở nhà hoặc là chăm sóc người bệnh, và cũng có cái liên hệ bởi vì mình làm cái gì mình phải có cái ích lợi cho bản thân trước. Mình thấy là mình thấy cũng có lợi lạc cho chính bản thân mình. Bây giờ càng ngày càng lớn tuổi rồi thì cái cơ thể suy yếu, lúc nào cũng bệnh tật nhức nhối ở trong người, và nhìn chung quanh thấy bạn bè cũng lần lượt ra đi. Cũng có một điều lạ là khoảng 2 tuần hay là 3 tuần gần đây trên Facebook thì thấy có một số những cái tin buồn, những người thân ở trong của bạn bè Facebook ra đi, rồi có đưa lên trên mạng, mình thấy cũng lạ. Hay là tại vì mình nhạy cảm hơn cũng không biết, hay là bây giờ người ta chết nhiều hơn mình cũng không biết. Cái chuyện này thì cũng không dám có cái kết luận, nhưng mà thấy nhiều, thấy nhiều mà tương đối gia tăng những cái thông tin có người này người kia qua đời, hoặc là trong gia đình họ hàng hoặc là bạn bè gì đó của bạn bè có chia sẻ những cái tin buồn đó trên mạng. Và những cái chuyện nho nhỏ như vậy trong cái đời sống hàng ngày giúp cho mình như là một cái sự nhắc nhở về cái bản chất vô thường của cái cuộc sống này. Sinh lão bệnh tử, 4 cái điều đó không có thể trốn thoát được, và mình chấp nhận, mình hiểu không, đó là những cái điểm, những cái bản tính, những cái đặc tính của kiếp con người, sinh lão bệnh tử, và cũng là những cái khổ, những cái khổ nếu mà mình không có nhận thức được. Và cái mà bây giờ mình đã sinh ra rồi, mình không có, nhiều khi mình quên hay là không nhớ nữa, nhất là những bà những cô đã có từng mang thai rồi sinh đẻ, thấy nó khổ cực đến mức nào. Nhiều khi các bà cũng có thể nhớ mà hoặc là không muốn nhớ nữa, nhưng mà đó là một cái khổ nhắc nhở chúng ta. Thứ hai là cái bệnh sinh, cái hai là sinh già đi, nhiều khi mình không có chấp nhận. Cái chuyện này là cái chuyện tâm lý rất là bình thường, ai cũng muốn trẻ hoài không già, và chính cái đó mà làm cho mình khổ, bởi vì mình già đi mình không có chấp nhận, không có sẵn sàng chấp nhận. Mà cái văn hóa cũng như cái sự giao tiếp ở trong trong đời sống hàng ngày nó cũng vậy, nó làm cho mình chạy theo cái đó, bị nó tạo cái ảnh hưởng lên mình, lúc nào cũng đưa ra những hình ảnh mình còn trẻ đẹp và những người thân và những người quen, lúc nào mình muốn nhìn cái hình ảnh đó mà không có muốn nhìn cái bộ mặt thật của mình già đi mỗi ngày. Đó, chúng tôi hay thường hay hay ghép những hình chụp khi còn trẻ thơ hay còn là thanh niên trai tráng, rồi cái hình chụp bây giờ, hai cái hình đặt song song với nhau để mình thấy, không phải để gì mà để nó hình thức tự nhắc nhở mình già đi mỗi ngày.
Và mỗi buổi sáng như theo lời của ngã Trần Brahm đó, khi mà mình đi vào phòng tắm mình để súc miệng rửa mặt đó, hoặc là trang điểm thì kia, thì mình dừng lại vài ba phút nhìn chăm chú vào cái gương, nhìn thật rõ cái hình ảnh của mình. Hình ảnh lúc đó là không có chải chuốt, không có phấn son, không có gì hết, không có râu ria, chưa cạo hay gì hết. Nhìn cho kỹ, rồi mỉm cười chấp nhận. Mỉm cười để chấp nhận, chứ không phải mỉm cười ở đây là để tự khen, là chấp nhận. À, cái mặt của mình nó là như vậy, đấy là cái bộ mặt thật của mình ngay cái ngày hôm đó, để nhắc nhở cho mình biết. Trong cái thế giới này bây giờ, cái thế giới buôn bán tư bản đừng thử ra hay cám dỗ mình, cho mình chạy trốn, lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái mái tóc, là những cái màu tóc phải đi nhuộm nó như đen như thế nào, hoặc là nhuộm vàng, nhuộm trắng gì đó, rồi cái cạo cho nó sạch sẽ, rồi phải sáng phấn son, rồi cái lông mi lông mày phải chải chuốt như thế nào, theo một cái khuôn mẫu nào đó là cho là đẹp, nhưng mà thật sự nó không có đúng. Cái mặt của mình mà trước ngay trong buổi sáng sớm mà đi vào ở trong nhà tắm nhìn vào cái gương đó, thì đó là một bộ mặt thật, để rõ, để nhìn, để nhắc nhở mình ngay từ buổi sáng, đó là cái bộ mặt thật của mình, rồi nó thay đổi mỗi ngày, nó già đi. Rồi qua tới bệnh, đó là lão thôi. Rồi qua tới bệnh, mình thấy không có ai mà khỏe mạnh hoài, dầu cho có mua nấm này, loại nấm kia, thần dược này nọ, bây giờ quảng cáo đủ thứ ở trên mạng. Rồi qua sách báo, rồi cái lối yoga này, cái luyện khí công kiểu kia, làm cho trường sinh bất tử này nọ, đó là những cái mình phải cẩn thận, coi cẩn chừng. Có thể giúp cho mình khỏe mạnh, tương đối khỏe mạnh một thời gian nào đó thôi, tương đối thôi, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng chết. Có ông thầy yoga nào hoặc là ông đạo sư nào mà không chết đâu. Lúc mà mấy ổng còn khỏe, còn mạnh mẽ hùng hồn để nói, nhưng tới chuyện mấy ổng cũng già yếu rồi, từ từ cũng chết đi. Trong cuộc đời chúng tôi năm nay cũng gần 70 rồi, thì chúng tôi cũng đã theo dõi hoặc tiếp xúc rất nhiều loại đạo sư, nam cũng có, nữ cũng có, người Việt cũng có, người Tàu cũng có, người Tây cũng có, Ấn Độ, Tây Tạng gì cũng tiếp xúc hết. Chúng tôi bởi vì chúng tôi hay có cái tật tò mò, thích tìm hiểu, mà là cũng như có cái cơ duyên mình làm giúp cho mình, có thể nhất là bây giờ ở trên mạng mình có thể vào trong những cái mạng mình đi tìm trang web thông tin, rồi mình theo dõi, âm thầm theo dõi cũng có, mà trực tiếp gặp mặt cũng có. Ai cũng già, đạo sư nào cũng từ rồi cũng già, lúc còn trẻ thì nói hăng hái, đi dạy phép thiền này phép thiền kia, rồi yoga kiểu này, rồi ăn uống kiểu kia, đủ thứ chuyện, đủ loại dinh dưỡng, rồi cũng già già rồi lụng cũng có người chết bất đắc kỳ tử. Có người thì chết trên xe lăn, có người chỉ nằm la liệt ở trên giường bệnh 5-10 năm rồi mới chết, có ai tránh được đâu. Mình thấy phải phải nhìn thấy rõ chuyện đó, là mấy người đó cũng bệnh chứ đâu phải tự nhiên mà chết liền. Cũng có số một số người nằm ngủ rồi tự nhiên chết, ít lắm, đa phần là bệnh rồi mòn mỏi từ từ, suy mòn từ từ rồi mới chết. Mình phải nhìn mấy cái cảnh đó, nhiều khi mình không có, nhiều khi mình nhìn là mình không nhớ, không muốn nhớ chứ không phải là không nhớ. Mình chỉ nhìn, cũng giống như là mình mua vé số, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện trúng số độc đắc thôi, nhưng mà những người đa số 99.99% người ta mua vé số là trật lất hết trơn, mà không ai biết. Chỉ khi có người nào trúng số độc đắc rồi thì thổi phồng lên, rồi ai cũng ham. Cái chuyện mà sống lâu khỏe mạnh không già không đau đớn là cũng giống như cái chuyện mua vé số vậy. Rất hiếm, cũng có một vài cái trường hợp thôi, đặc biệt thôi, nhưng mà mình nói cái chuyện chung chung, cái chuyện đa phần ai cũng phải qua cái cảnh đó, cũng phải bệnh già rồi bệnh rồi chết, bởi vì mình sinh ra rồi thì mình không có trốn được nữa. Bây giờ mình có cái mặt ở đây rồi, ở trong cái thế giới này rồi, thì coi như qua cái trạng thái đó rồi, bây giờ chỉ còn có già bệnh chết. Nó ra cái cuốn sách này có một điều rất hay là giúp cho mình thêm những cái ý tưởng Đức Phật dạy như thế nào để mình hiểu và đối phó khi mà bị bệnh, bị đau, hoặc là để khuyên những người bạn, người bà con ở trong nhà, người thân phải đối phó như thế nào khi mà bị đau, bị bệnh rồi chết.
tới gần tới cái chết rồi mình đối phó như thế nào. Mình thấy rõ ràng cái trận dịch này giúp cho mình ý thức được cái sự mong manh của đời sống. Mới mấy tháng trước đây là chúng tôi có ở bên Mỹ, rồi xong rồi vui vẻ với cô gái, rồi xong về cái lật đật đi mua vé, book vé về Việt Nam, rồi đi qua sau cái chuyến Việt Nam về là đi qua bên miền Tây nước Úc, miền Đông nước Úc để thăm gái nè. Rồi sau đó còn dự tính đi chơi một vài chỗ nữa, tính hết cả năm 2020 này phải làm đi chỗ này chỗ kia. Ở đùng cái đầu tháng 2 bắt đầu có tình bệnh dịch và loan rất nhanh. Mình thấy thay đổi hết tất cả mọi chuyện, mặc dù mình vẫn cố gắng cũng làm xong cái chuyến đi về Việt Nam cũng như chuyến về miền Đông, nhưng mà lòng cũng đâu có yên, cũng bận tâm cũng lo lắng chút đỉnh. Rồi về rồi bây giờ coi như là cả thế giới đang bị cấm cung, mình thấy thay đổi hết. Thay đổi rất nhanh trong mấy tháng. Rồi nhìn lại hôm nay tháng 4, bắt đầu từ đầu tháng 2, tức là tháng 2, tháng 3, rồi bây giờ là gần cuối tháng 4, coi như gần 3 tháng mà thay đổi tất cả. Rồi người chết càng ngày càng gia tăng, có nơi thì có công khai ra, công bố ra, có nơi thì giấu giấu bớt, nhưng mà chỗ nào cũng bệnh, cái bệnh này làm sao không chết được. Nhất là trong cái cộng đồng số đông, mà đôi khi người ta hoặc là người ta giấu cái con số đó đi, hoặc người ta giảm thiểu kiểm duyệt cái con số đó, hoặc là những cái phương tiện y tế chưa được đầy đủ, thành thử ra có những người chết vì bệnh dịch mà không có phát hiện được, nhất là những người già hoặc chết ở nhà. Thành ra nhiều khi mình cũng phải cẩn thận với những cái con số thống kê, nhưng mà chắc chắn cũng có. Rồi có thể dính vào mình bất cứ lúc nào, mình không biết được. Giống như bệnh cảm này, bệnh cảm, bệnh cúm này, nó lây lan bất cứ lúc nào. Thấy rõ ràng như vậy. Rất là vô thường, nó thay đổi. Và nếu mà mình bị bệnh thì nó làm cho mình đau đớn khó chịu, như vậy là mình đối phó làm sao đây? Mà bây giờ nếu bao nhiêu không có bị bệnh dịch đó mà chúng bình thường thì chúng tôi cũng bị ngày nào cũng đau nhất, nhất mấy cái khớp xương, nhất lớn tuổi rồi. Rồi ăn uống không có được điều hòa, nó đau ở trong bụng, đau bao tử ở trong dạ dày. Rồi những cái luồng, những cái sự khó thở mình cũng đôi khi cũng khó khăn. Mình thấy rõ ràng nó có những cái đau nhỏ 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 nhỏ. Rồi cái tâm mình phản ứng như thế nào? Dĩ nhiên là mình học trên lý thuyết trước, những lời dạy Đức Phật, rồi mình từ từ áp dụng, chứ không phải một sớm một chiều cho mình làm được. Và cái căn bản là mình chấp nhận đó là cái sự thật, không có tránh được. Và thứ hai đó là mình tập cái tinh thần vô ngã, mình không có kiểm soát cái thân thể này được. Thì đó là cái mấu chốt, rồi mình hướng về cái lời dạy Đức Phật, và mình hướng về cái mục đích của người con Phật là làm sao để mình nhập được cái dòng thánh giải thoát, không còn tái sinh luân hồi nữa. Dĩ nhiên đó là con đường rất dài, nhưng mà mình đừng có quên cái mục đích đó, mục tiêu tối hậu, lúc nào mình cũng hướng về cái mục tiêu tối hậu đó. Và bây giờ thì chúng tôi vào trở lại cuốn sách, thì các anh chị có vào được cái link này rồi chứ ha, cái link của cái này. Thì cuốn sách này có tất cả là 24 chương. Ngài Analayo chia ra làm hai phần. Phần đầu là nói về những cái bài giảng của Đức Phật, nói về những cái đề tài khác nhau về cái bệnh, sự đau đớn của thân xác phải đối phó như thế nào, và mình khuyên giải những người bạn thân, những người bạn đạo, hoặc là những người bà con họ hàng ở trong nhà như thế nào khi họ bị bệnh. 12 chương đầu. Rồi 12 chương tiếp, từ chương 13 tới chương 24, tức là nói những cái đề tài khác nhau về cái chết, Đức Phật có những cái bài giảng như thế nào. Và những cái đoạn văn, những kinh văn ở trong 24 chương này, trong cuốn sách thì Ngài trích ra từ Bộ Hán Tạng, từ kinh A Hàm. A Hàm có bốn bốn tạng, bộ tạng A Hàm của Hán Tạng có bốn bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, tương đương với lại bốn bộ của kinh Nikaya Pali, tức là trường bộ kinh, trung bộ, tăng chi bộ và tương ương bộ. Thì Ngài trích những cái bài kinh trong Hán Tạng, mà đồng thời Ngài cũng có đề cập so sánh với những cái bài kinh ở trong tạng Pali này, để chúng ta có cái nhìn cân bằng, và chúng ta thấy được cái sự quan trọng của những cái nguồn kinh nguyên thủy. Cả hai
hai nguồn Nam truyền và Bắc truyền có những cái điểm tương đồng với nhau và có những điểm bổ sung cho nhau. Và mục đích khi mà ngài soạn ra, chúng tôi trở lại để nhắc nhở chút xíu là theo lời yêu cầu của một người bạn đạo, đó là giáo sư Đỗ Chính Dân. Ông Đỗ Chính Dân là một giáo sư ở Đài Loan, người Tàu Đài Loan, và cũng là người có công lớn để đưa Hán tạng vào về số hóa, để đưa lên trên mạng và đưa xuống đĩa CD khoảng hai mấy năm về trước, người một trong cái nhóm đầu tiên. Và từ đó mà mới ngài Analayo mới quen biết. Thì ông cũng bị bệnh ung thư, ông mới đề nghị với ngài Analayo làm sao tìm ra, trích lục ra những cái bài kinh trong tạng A Hàm, tức là trong cái tạng kinh điển nguyên thủy mà người người Trung Quốc họ quen thuộc, trích ra để mà giúp cho những người bị bệnh như ông vậy đọc đọc để mà đối phó với cơn bệnh. Mà bệnh này là bệnh bệnh sẽ chết thôi chứ không có tránh được, không có hết được. Và ngài thấy cái đó cũng là một cái ý kiến hay, thành thử ra ngài soạn ra cuốn sách này. Rồi sau đó rồi thì khi mà đã xong cái bản thảo, ngài có đưa cho ông Đỗ Chính Dân xem, ông rất hoan hỷ, ông có viết cái lời giới thiệu. Nhưng mà chỉ có một điều tiếc là sau đó thì ông qua đời, ông chưa có thấy được cái cuốn sách đó in ra, ông chỉ đọc được cái bản thảo thôi, rồi sau đó thì ông qua đời. Thì chúng tôi thấy nó rất hay và sẽ trình bày lại trong cái đợt này, có thể trong vài tháng tới, trong cho 24 chương của cuốn sách. Thì bữa nay thì xin trình bày ra về cái đề tài trong cái chương thứ ba, tức là nói về cái mũi tên của đau khổ, mũi tên của đau khổ. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp thì chúng tôi chỉ ôn lại thôi để nhắc nhở một cái điều rất quan trọng là ở trong kinh điển thường ví von Đức Phật như là một cái vị bác sĩ, một vị y sĩ, một vị y sĩ rất là giỏi, cao quý nhất ở trên đời, vô thượng y vương, là một cái vị vua của vua bác sĩ, y sĩ tối thượng. Thì ngay trong cái bài đầu tiên, cái bài giảng đầu tiên khi Đức Phật nói về tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, thì ngài nói theo cái sắp xếp đó, về sau này người ta phân tích được, thấy rằng giống như là một cái vị y sĩ trị bệnh. Khi chúng ta tới gặp bác sĩ thì bác sĩ trị, nói bác sĩ giỏi, nói chúng ta à anh có bệnh, anh chị bị bệnh này, mô tả chúng ta biết cái bệnh. Rồi sau đó vị y sĩ đó nói rằng à cái nguyên nhân của bệnh là từ đâu mà có, tại sao ông bị bệnh như vậy, nguyên nhân từ đâu mà có. Rồi không phải chỉ ngừng đâu, nếu ngừng đó thôi thì mình buồn, mình sợ này nó, nhưng mà bác sĩ giỏi đó không sao, có thể cái bệnh này tuy vậy mà cũng có thể chữa được, có thể lành bệnh được, trấn an cho mình, chỉ cho mình cái mục đích khi có tới gặp bác sĩ để mà trị bệnh và mình có thể lành bệnh được. Và cuối cùng là bác sĩ không phải chỉ nói miệng thôi, mà nói rằng à muốn được như vậy thì anh sĩ phải về nhà, phải uống những loại thuốc như thế này, rồi phải tập sinh sống, phải tập một cái chế độ ăn uống, một chế độ sinh hoạt như thế này thế này thế này thì nó mới hết bệnh. Tức là cái cách thức chữa bệnh và để lành bệnh. Mình thấy rõ ràng, rất là logic. Thì cũng như vậy, Đức Phật khi mà Đức Phật giảng cái bài nói của bài chuyển bài kinh đầu tiên, bài giảng đầu tiên kinh chuyển pháp luân chỉnh bánh xe pháp cho năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Nai, thì ngài cũng nói đầu tiên là ngài nói cái căn bệnh trầm kha của chúng sinh chúng ta ai cũng thấy, mà nhiều khi mình không có muốn biết, hoặc mình trốn, mình không dám biết, không dám chấp nhận, mình sợ. Nhưng mà bây giờ mình phải nhìn nhận mình đang bị bệnh, cái bệnh đó là khổ. Khổ sanh lão bệnh tử là khổ, cầu không được là khổ, ở gần cái người mình không ưa là khổ, xa lìa những cái mà mình thích là khổ. Nó tóm lại năm cái uẩn mà mình chấp thủ vào đó là khổ: sắc thọ tưởng hành thức. Mình chấp vào đó, dính mắc vào đó. Và cái căn nguyên của cái khổ, thế là căn nguyên của cái bệnh việc đó là gì? Đó là cái vòng tham ái. Mình tham thủ vào đó, mình dính mắc vào đó, chỗ này chỗ kia sự hiện hữu và không hiện hữu, tham vào trong những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý thì làm cho mình khổ. Là dĩ nhiên
Khi mà mình dứt bỏ, mình không còn dính mắc vào đó, chấp dính tham vào đó thì như mình hết khổ. Nói thì rất là dễ, nhưng mà làm hay được hay không là chuyện khác. Nhưng mà ở đây mình nói trước rồi đó, Đức Phật chỉ cho đó, à, có thể hết khổ được. Dĩ nhiên cái logic nó theo là khi mình không còn tham ái dính mắc. Còn được hay không là tùy theo cái phước duyên của mỗi người, sự tinh tấn nỗ lực của mỗi người. Và không phải chỉ nói suông, à, cái chỗ này nó khác biệt cái chỗ này. Đạo Phật đưa ra một cái đường hướng rõ ràng, có hệ thống, mình phải đi theo tập cái đó, cũng như phải uống cái liều thuốc đó, hoặc và thay đổi cái chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt của mình. Đó là mình tu tập, đó là mình theo cái con đường, đó là con đường duy nhất. Con đường này gồm 8 phần tử, thường gọi chung là bát chi thánh đạo, một đạo đạo thánh của bậc thánh, gồm có 8 chi, 8 phần tử, 8 chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. À, cái chuyện này mình phải học thuộc, rồi mình từ từ mình áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Và Đức Phật nói rằng đây là có con đường duy nhất. Và Đức Phật trong một cái bài kinh khác cũng nói cái nơi nào mà người ta còn thực hành bát chi thánh đạo thì nơi đó còn có các đạo quả giải thoát. Nơi nào mà không ai thực hành bát chi thánh đạo, nơi đó không có đạo quả giải thoát. Ngài nói rất rõ ràng. Và Ngài cũng nói rõ luôn trong một bài kinh khác nữa là Đức Phật ba đời, chư Phật ba đời cũng đều đi theo cái con đường này thôi, chứ không có con đường nào khác. Chư Phật trong thời quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật ở trong tương lai cũng đi trong cái con đường này thôi. À, những cái điểm này là những điểm mấu chốt căn bản để mình có cái lòng tin, rồi mình thấy rõ. Đôi khi mình nghe những cái lời giảng của những người thế này thế kia rồi mình hoang mang, rồi mình cho con đường này là con đường duy nhất, con đường kia là duy nhất này, nó rồi tranh luận với nhau, hoặc là mình thấy lộn xộn. Bây giờ mình trở lại cái điểm mấu chốt, cái tầm quan trọng, không có cao thấp gì hết. Đức Phật nói rất rõ ràng, chỉ có một đường này thôi, không có con đường nào khác hết. Về sau này có những, có thể có những cái tài liệu người ta viết ra, người ta suy diễn thế này thế kia, làm cho mình thấy hoang mang. Ra cái tốt nhất là mình trở về cái điểm chính. Và cái điểm này là điểm chung cả Nam truyền lẫn Bắc truyền, trong A Hàm cũng như trong Nikaya đều có những cái bài kinh tương tự như vậy. Đức Phật nói rất rõ. Đó, thì đó là chúng tôi xin tóm tắt lại để chúng ta ôn lại. Rồi mời các anh chị đi qua cái hình tiếp. Đây cũng là một cái điều mà chúng tôi ôn lại ở đây thôi. Tức là theo cái nhìn của người Ấn Độ thời đó, và cũng theo trong và cho tới bây giờ, là cái chúng ta hiện hữu cái gọi là cái con người ấy, thì được cấu tạo bởi thân và tâm, danh và sắc. Phần nào mà không mà có thể cân đo đong đếm sờ mó được, thấy được ấy, thì gọi là cái thân, và là sắc. Sắc ở đây tức là vật vật lý thôi, chứ không phải là màu sắc thôi ha. Sắc ở đây có nghĩa là vật lý, cái thân vật lý, cái thể xác của mình. Và cái phần mà mình biết là nó có hiện diện nhưng mà không thể cân đo đong đếm được thì mình gọi là tâm hay là phần tinh thần. Và ở trong thuật ngữ nhà Phật thì tâm còn chia làm 4 phần khác nữa là thọ, tưởng, hành, thức. Những cái sự cảm giác của mình khi mình tiếp xúc cái thọ, rồi cái sau đó là mình cho nó là cái gì, mình nhận diện nó, mình đặt tên cho nó thì đó là tưởng. Rồi sau đó là mình có phản ứng lại như thế nào. Và cuối cùng là mình ghi nhận tất cả những cái sự biến chuyển đó thì là thức, thọ, tưởng, hành, thức, rồi là cộng thêm cái sắc thân nữa là làm năm năm phần. Năm phần này đó là nó tạo nên cái gọi là mình cho nó là cái con người, cái tôi, cái của tôi và cái bản ngã của tôi. Là thì cái đó là mình thấy được như vậy, là mình nhớ là mình phải nhìn cho rõ để rồi cuối cùng là mình làm sao mình biết mình chấp nhận là nó không có cái gì thường tồn ở trong đó, nó thay đổi luôn luôn. Cái này khó lắm, nói thì dễ, đây mình chúng ta chỉ nói trên phương diện lý thuyết thôi, nhưng mà trên thực tế là nó là cả một tiến trình nỗ lực tu tập đơn giản thôi, nhưng mà không phải dễ áp dụng. Ai chửi mình cái là mình nổi sân, ai khen cái nổi lỗ mũi, thấy già cái sợ, đau cái sợ, mình thấy như vậy. Rồi mình lý luận đủ thứ, hoặc là mình chấp vào trong cái này, mình cho nó là cái này là đúng, cái trường của tôi, cái chùa của tôi, cái này cái kia là của tôi, mà ai đụng chạm cái mình thấy nổi 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 sân mà.
hoặc là không thấy không vừa lòng, bám chắc và đó coi như cái phao cho là đem cái phóng cái tự ngã mình vào trong đó, hoặc đi theo một ông đạo sư nào đó, ai đụng chạm chê bai ông đạo sư đó là mình nổi sân, mình cảm thấy buồn. Tức là mình phóng cái mình cho mình cái ngã của mình nằm ở trong đó, trong cái ý tưởng. Nó có những rất nhiều cái chuyện mình phải để ý, là những chuyện nhỏ nhỏ trên đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên là cái một người mà thấy không còn có cái ngã trong đó nữa, là không còn sắc thọ tưởng hành thức, mà không có cái ngã thì cái vị đó coi như không còn thân kiến nữa rồi, không cho nó là cái thân của mình, là cái vị đó đã bắt đầu nhập dòng thánh được rồi, nó cắt đứt cái sợi dây thân kiến rồi, rồi cái sợi dây hoài nghi và giới lễ nghi thủ nó sẽ đi theo. Thành ra ở đây mình nói theo kiểu phàm nhân thôi, chúng ta không dám bàn tới chuyện những cái vị thánh nhân, cũng có thể có thánh nhân ở trong cái room này thì không biết nữa, nhưng mà ở đây chỉ nói trên phương diện phàm nhân, ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, mình biết cái phương diện cái lý thuyết trước, nhưng rồi mình cố gắng mình nhận xét, mình thẩm thấu từng ngày qua những cái trải nghiệm nho nhỏ trong cái đời sống của mình. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Đây là sao, là mình làm sao nên chúng tôi nói là tại sao mà Đức Phật nói là bị chấp thủ là ngay cái chỗ đó, cũng dựa trên cái sắc thọ tưởng hành thức đó. Tức là có hai cái khía cạnh đã làm cho mình hai cái khía cạnh chính để làm cho mình khổ. Một cái nhóm thì cho rằng sắc thọ tưởng hành thức đó, đó là tôi, nó có cái tôi ở trong đó, hoặc là nó ở trong mình, hoặc là cái tôi, cái ngã của mình ở trong đó. Khi mà nó biến qua, nó thay đổi cái mình đau khổ. Một cái khuynh hướng thứ hai, tức là mình không biết là cái một trong năm cái ẩu uẩn đó đâu mà có, rồi làm sao mà nó diệt tận, và nó có cái sự hấp dẫn, nó thu hút mình như thế nào khi mình dính mắc vào trong đó, rồi mình làm sao để xuất đi mình không biết. Thành thử ra cứ mình cứ cho nó là mình, nó là không biến hoại, nó mà thể nó không thay đổi, mà khi mình không kiểm soát làm sao mà không thay đổi được. Mình đau ốm luôn luôn trở trời này nọ, hoặc là người khác bệnh lây qua mình là mình đau thôi, hoặc là một trong những cái bộ phận của cơ thể mình hoạt động không điều hòa là mình đã đau thôi, hoặc mình ăn uống không không đúng, không điều hòa, hoặc ăn những cái thứ mà mình không có tiêu hóa được thì mình đau bệnh thôi. Không có tránh được, có nhiều rất nhiều cái nguyên nhân đưa đến đau bệnh, nhưng khi mình không chấp nhận, chăm chấp nhận, hoặc là cái sự suy nghĩ của mình cũng vậy, mình cho nó là của mình rồi nó thay đổi, mình cứ bám vào đó, mình cho nó không thay đổi, không có thể và chấp nhận cái chuyện này. Thành ra có hai cái nhóm làm cho mình phải đau khổ, phải để ý. Đôi khi chúng ta có từ cái nhóm này nhảy qua nhóm kia, nhảy qua nhảy lại, nhưng mà cuối cùng rồi thì mình nghĩ cho kỹ, lúc nào mình cũng có một cái quan niệm là cái tôi, cái ta nằm ở trong đó, chứ không phải là không có, không tránh được. Ở đây là cái cần của mình, cái tu tập của mình phải làm sao mình để ý từng chút để mình có những cái phản ứng cho thích hợp. Cái điều đó cái điều khó chứ không phải dễ, chỉ có thánh nhân mới làm được, nhưng mà mình thì mình tập, mình biết có con đường mình đi như thế nào, và mình đồng thời mình cũng nên thông cảm cho người khác. Cái chỗ này cũng là cái chỗ tế nhị, nhiều khi mình biết như vậy rồi mình không có chịu nhìn, là mình thích nhìn những người khác để mình chê trách, chỉ trích, phê bình, đánh giá này kia. Trong đó là tức là ngầm, khi mà đem so sánh như vậy, tức là mình ngầm so sánh với chính mình, coi cái người đó tốt hơn mình hay xấu hơn mình, mà đa phần là moi móc cái người đó, tìm những cái điểm xấu của người đó, những cái điểm mà người đó làm sai, cái người đối diện hoặc cái đối tượng của mình, để mình hạ cái người đó xuống. Nhiều khi mình khen mà khen cầm chừng thôi, khen để rồi chê. Cái tâm mình nó rất là vi tế, rồi khen chê để làm gì? Cuối cùng mình thấy khen chê đó là để cái suy tôn cái tự ngã của mình, đem cái tự ngã của mình lên trong đó. Cái điều đó là mỗi người phải tự nhận thức thôi, chứ chúng tôi nói ra như vậy không phải là để chỉ phê bình chỉ trích gì hết, mà chỉ nói ra chia sẻ, đó là cái đường hướng mình phải thấy rõ như vậy. Cái tâm của mình nó rất là vi tế, phải để ý. Thì mình có khuynh hướng, chúng tôi muốn nói là khuynh hướng thích phóng ngoại, nhìn ra ngoài mà không có chịu quay vào bên trong.
Và cái điều đó là cái điều mà mình phải tự nhắc nhở luôn luôn. Mình tu là tu chính mình, chứ không có tu cho người khác. Mình thích tu cho người khác, thích khuyên người này dạy người kia, chỉ cho này chỉ kia, mà trong khi cái bản thân mình là không có chịu làm. Là cái tốt nhất là mình bớt lại, phải nhìn quay ra bài bên bên trong mình tự mình là mình thích làm thầy dạy chỉ dạy người này người kia, mà mình không có chịu dạy cho chính bản thân mình. À, cái điều đó khó lắm. À, nhưng mà mình có muốn cho người này tu, muốn cho người kia tu, nhưng thật sự mình phải đặt cái vấn đề là mình có tu được hay không, tu được tới đâu rồi. À, cái điều đó mới quan trọng. Cái câu hỏi ta thường chúng ta thường hay gặp, ngay cả trong những người trong gia đình, mình muốn ha, chẳng hạn như bà xã nói muốn cho con nó phải đi chùa, muốn cho con nó phải hành thiền mới tu, hoặc là muốn cho người em của mình, người chị của mình, hay đại khái như vậy, đến tới đạo Phật này nọ. Nhưng mà chúng tôi nhiều khi chúng tôi phải nghĩ lại, dừng lại suy nghĩ, mình muốn như vậy cũng tốt, nhưng mà thật sự mình có muốn như vậy hay không, để làm gì, tại sao mình không muốn cho mình tự mình tu. Cái điều mới quan trọng, mình có tu được tới đâu rồi, làm được những tới đâu rồi. À, mình chưa làm được gì rồi mà sao mình muốn cho người khác phải làm được. À, mình nói mình đi chùa mình nghe khoái quá, nghe thích quá, rồi muốn cho con mình cũng đi chùa. Nhưng mà thật sự là mình nghe xong, nghe mấy thầy mấy sư giảng xong, mình có áp dụng được chưa. À, mình làm được tới đâu rồi. À, cái đó mới là cái quan trọng. Cũng như là cuốn sách cũng vậy, đọc xong rồi cái, hoặc nhiều khi cũng chưa đọc, thấy cái tựa hấp dẫn đem đi quảng bá cho người này người kia. À, hoặc là xin đem về rồi để đó nhìn thôi. Có bao giờ mà bỏ thì giờ mà bỏ công ra đọc đó, rồi đem đi in ra rồi cho người này cho người kia, mà khi để cho có phước, mà khi cái bản thân mình chưa có đọc, chưa có thấm được gì hết. À, cái điều đó cũng là một cái điều mình phải cẩn thận, mình phải cẩn thận để ý. Chúng tôi cũng phải ngay chính bản thân chúng tôi cũng vậy, tại vì chúng tôi viết sách rồi làm trang web rồi mấy kia cũng đi quảng bá tùm lum hết rồi, rồi cái tự tự đắc rồi, cái đó thấy hài lòng tự đắc. Nhưng rồi mình nhìn lại rồi chúng tôi hay nói là mình giống như là cái muỗng mình múc canh, nhưng mà không có biết cái vị của canh nó ra làm sao, múc cái canh đưa cho người khác thử. Bây giờ phải tập làm cái lưỡi, phải nêm nếm mới biết được cái vị canh nó như thế nào. Cái điều đó khó lắm. À, phải tự nhắc nhở luôn luôn. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này có rất là quan trọng. Đức Phật chúng ta trích một cái đoạn kinh nói về, dạy Đức Phật giảng cho ông Nakula, một cái người ông bà nó không có học gì hết, người bình dân, người bình thường, làm những cái nghề rất là nghề lao động vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật thương lắm. À, ông bà cũng hay tới gặp Đức Phật. Đức Phật mỗi lần mà đi đi du hành mà ngang tới cái vùng đó là cũng thế nào cũng ghé ngang thăm. Rồi ông bà lúc nào biết được như vậy là cũng làm thức ăn, mà cũng theo cái kiểu nhà nghèo, có thể có thể núng cơm một cái muỗng cà ri là như thế, rồi xớt bát cho Đức Phật. Mà Đức Phật thương hãy hỏi, và trong chú giải về sau này thì nói là đó là vì trong những cái tiền kiếp ông bà từng là cha mẹ của ngài Bồ Tát, rồi sau đó có thể là họ hàng của ngài Hồ Tát của Bồ Tát, thành thử cái kiếp này là ông bà rất là gần gũi với Đức Phật và Đức Phật thương mến lắm. Có một vài bài kinh nói về ông bà Nakula này chúng tôi có trình bày rồi, và trong tương lai sẽ trình bày được. Thì trong một cái bài kinh, Đức Phật, ông Nakula, ông tới ông gặp Đức Phật, rồi ông nói là bây giờ ông già đau yếu đủ thứ, là giờ ngài khuyên làm sao đây. À, thì Đức Phật mới nói ngắn vắn tắt, rồi xong rồi nó mới nói ông tới gặp ngài Xá Lợi Phất. À, Xá Lợi Phất giảng thêm chi tiết, thì ngài Xá Lợi Phất giảng cái phần này, tức là nói một cách tóm tắt là coi như là sắc thọ tưởng hành thức không có cái ngã trong đó. À, chúng ta đọc lại đây, cái chỗ này phải nhiều khi mình phải đọc đi đọc lại. À, nhưng mà để mà thấm, nhiều khi mà đọc thành 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 tiếng này, tự mình đọc kiếm chỗ nào vắng vắng không có ai ngồi xung quanh, rồi mình tự đọc ra thành lời thành tiếng. Vị đa văn thánh đệ tử không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy sống không bị ám ảnh sắc là ta, sắc là của ta. Trong khi sống như vậy, sắc biến hoại đổi khác,
Khi sắc biến hoại đổi khác, vị ấy không khởi lên sầu bi khổ ưu nào. Tức là thấy sắc trước, đây là sắc thọ tưởng hành thức, mình có năm quẩn, lấy cái sắc quẩn trước, mình thấy cái sắc quẩn không phải là mình, không phải là của mình, thành ra mình không có bị ám ảnh. Khi nó thay đổi rồi mình không có khổ, chỉ đơn giản vậy thôi. Tu là đơn giản như vậy, khó nhưng mà mình hiểu trên cái lý thuyết trước. Và tương tự như vậy cho bốn cái quẩn kia, tức là quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành như là tự ngã, không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có cái quẩn đó. Là khi cái quẩn nó thay đổi thì cái vị Thánh Đa Văn không có đau khổ. Như vậy là thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Mình thấy đây ngài giảng rất là rõ. Mình phải sau đó là cái đường hướng tu tập cho mình. Mỗi khi mình thấy sầu khổ, mình bị bệnh, hoặc là những người thân nhiều khi mình không muốn cha mẹ bị bệnh dạ, mình không muốn con mình bị bệnh mà con mình bị bệnh, cha mẹ mình không muốn bị bệnh mà cũng bị bệnh, rồi mình bực bực thay cho mình, giận thay cho cha mẹ mình, hoặc chẳng giận thay cho người thân mình bị bệnh. Cái tâm lý cũng rất là bình thường. Chúng tôi cũng phải đang trải qua cái giai đoạn, bởi vì ở nhà đang có bà cụ 80 mấy tuổi rồi, mẹ của bà xã, giờ đang ở ở đây ở chung, và bệnh hoài, nhiều khi mình cũng bực, mình không nói ra mà cái tâm mình không muốn bà bệnh. Nhưng mà khi mà bữa nay là thấy khỏe rồi, cái sáng sáng ngủ dậy thấy bà không có ngồi dậy nổi nè, bà tới dìu đi rồi phải xoa bóp này nọ, bữa nay thấy bà ăn ngon thấy mừng, ngày mai cái thấy không ăn nè, bà cũng đâu có muốn như vậy. Rồi cái tự nhiên mình cũng thấy hơi bực bực trong lòng, rồi mình phải bình tâm lại, tại sao phải bực, chuyện đó là chuyện bình thường. Càng ngày bà càng yếu đi, phải sửa soạn cái tinh thần, hay nói chuyện với bà xã là một ngày nào đó bà nằm xuống luôn, bà không có ngồi dậy nữa, rồi bà đi luôn. Phải bình tĩnh, chấp nhận cái chuyện là như vậy. Thành ra không phải chỉ cho mình, mà mình cái cách đối xử của mình đối với những người thân, nhất là những người già mà mình phải chăm sóc. Thì bây giờ một cái chỉ qua cái hình tiếp, hình này là quan trọng hơn, rất là ấn tượng. Tức là nói về cái mũi tên mà Đức Phật nói rất rõ, chỉ thẳng, nói rằng kẻ vô văn phàm phu, tức là cái người bình thường như chúng ta mà không có nghe nhiều, không có học nhiều, khi cảm xúc khổ thọ thì sầu muộn, than vãn khóc lóc. Cái nói về cái thọ của mình, người ấy tiếp nhận hai cảm thọ, cái cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Ví như có người bị người ta bắn với mũi tên, rồi lập tức bắn thêm một cái mũi tên thứ hai, người ấy nhận được cảm thọ của cả hai mũi tên. Vị Đa Văn Thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ thì không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc. Vị ấy chỉ tiếp nhận một cảm thọ, đó là cảm thọ về thân. Ví như có người bị người ta bắn một mũi tên, họ không lập tức bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy người ấy chỉ nhận cảm thọ của một mũi tên thôi. Đó là bài kinh tiễn, bài kinh về mũi tên. Mình thấy rất là ấn tượng. Ấn tượng là mình đau, mình bệnh là cái diễn dĩ nhiên là phải đau thôi, không có tránh được. Nhưng mà khi mà mình đau rồi, tức là bị bắn một mũi tên rồi, rồi mình cái tâm mình nó phản ứng, mình thấy cái thọ nó khổ rồi, mình tâm mình phản ứng, mình lại bực bội là mình không muốn đau, mình than vãn khóc lóc tại sao tôi đau, người ta không đau mà tại sao tôi đau, hoài này kia làm cho nó khổ thêm, tức là mình bị bắn thêm một cái mũi tên thứ hai nữa. Bây giờ làm sao cái vị mà tu tập tốt, cái vị Đa Văn Thánh đệ tử, vị ấy cũng bị bắn mũi tên đầu tiên, cũng bị đau, cũng giống như chúng ta đọc kinh điển, ta thấy Đức Phật khi mà ngài lớn tuổi ngài cũng đau bệnh, trong những giờ phút cuối cùng trước khi ngài nhập viện ngài cũng bị đau đau bụng rồi tiêu chảy rồi kiết lỵ đủ thứ, nhưng mà ngài chấp nhận, ngài chịu đựng, ngài xá lợi phất, ngài mục mục kiền liên rồi cũng vậy hết. Các vị thánh đệ tử đã đắc quả A La Hán rồi vẫn đau, cái cơ thể vẫn bị đau, đau đớn ghê lắm, nhưng mà các ngài bình tản, các ngài chấp nhận, tâm các ngài không có bị chao đảo. Tức là cái thân đau là bị búng trúng cái mũi tên, nhưng mà cái tâm không có đau theo, tức là không có bị mũi tên thứ hai. Thật ra một trong những cái câu mà chúng tôi tâm niệm, lúc nào cũng tâm niệm để trong lòng, đó là thân đau nhưng đừng để tâm đau theo, đừng để tâm đau theo. Thân có khổ nhưng mà đừng để cái tâm khổ theo. Dĩ nhiên là mình chưa làm được,
có khi mình đạt được chút chút, nhưng mà đó là cũng như là cái tiêu chí để mình tu tập. Nếu mình tu tập được nhiều chừng nào thì nó càng thấy có ích lợi chừng đó thôi. Bởi vì bây giờ mình càng ngày càng lớn tuổi rồi thì nó càng đau nhiều, cái thân nó càng khổ nhiều, không có tránh được. Bây giờ mình sẽ làm sao mình tập cho cái tâm của mình càng bình thản hơn, càng chấp nhận hơn, thì như vậy thì mình mới lướt qua được những cái cơn bệnh đó. Đó là mình không có khổ vì bệnh. Cái bệnh là dĩ nhiên rồi, nhưng mà mình đừng có, mình làm sao cho để bớt khổ. Nó không khổ thì nó hơi lý tưởng cao cao sợ ha. Một cái người phàm nhân như mình thì mình tu tập từ từ, thì mình cố gắng là đừng có bị ảnh hưởng quá nhiều, cũng bị chút chút nhưng mà cố gắng kiểm soát. Thì đó là cái mấu chốt của vấn đề. Thì chúng tôi chỉ xin trình bày như vậy. Bây giờ mình nói thêm một cái điểm nhỏ nhỏ nữa, mời các anh chị đi vào trong cái hình cuối cùng thì phải. Để mình thấy rõ cái vấn đề hơn. Trong cái biểu đồ cuối cùng thì chúng tôi nói về bảy cái tùy miên, bảy miên hay là bảy cái phiền não ngủ ngầm. Tùy miên tức là nó ngủ ngầm ở trong người, là cái mình phải biết để mình bứng nó ra, bứng nó ra, mình diệt trừ nó. Thì bây giờ đầu tiên là đây là cái điểm căn bản trong đạo Phật mà mình cần phải biết. Cái hình này cũng là một cái biểu đồ, này cũng dễ dễ để giúp cho mình dễ theo dõi, là mình có căn có trần. Căn tức là cái cửa, năm cái sáu cái cửa của cơ thể mình theo cái nhìn của y học Ấn Độ ngày xưa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Chúng ta có sáu cửa rồi, chúng ta tiếp xúc sáu cái đối tượng bên ngoài, tức là sắc thọ sắc pháp hương sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là màu sắc mùi vị, rồi cái vị nếm, rồi cái âm thanh, rồi cái sự đụng chạm, rồi qua cái những cái ý tưởng của mình, những cái tư tưởng này, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Khi mà mình đã, nó là sáu cái đối tượng qua sáu cái cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì mình có cái sự tiếp xúc đó. Thì đó là gọi là cái thọ. Khi mà chúng ta có thọ như vậy thì chúng có ba loại thọ tự nhiên phát sinh thôi, không có kiểm soát được. Cái đó là cái tự nhiên, tức là thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Đây chúng ta nhấn mạnh cái chỗ thọ ha. Rồi trước khi chúng ta đi xa nữa thì mình ngừng ở đây chút. Có ba loại thọ, ba loại thọ khi mà cái căn tiếp xúc với trần, tức là qua sáu cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp vào trong đó, âm thanh mùi vị này kia, là automatic, là tự động mình có một trong ba loại thọ: thọ khổ, thọ sướng, thọ không khổ không sướng. Và sáu cái sự tiếp xúc như vậy mà có được ba loại thọ, nhân sáu nhân ba là 18. 18 rồi á, sau khi có ba cái có ba 18 loại thọ đó rồi ha, tức là 16 qua sáu cửa, ba loại thọ qua sáu cửa, tức là 3 nhân 6 3 18. Thì áp dụng cho hai hạng người trong thế gian này, hạng phàm nhân và hạng thánh nhân. Thành ra 18 nhân 2 tức là 36. 36 rồi, 36 loại thọ này có thường xảy ra ở ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì 36 nhân 3 là 108. Thật ra con số 108 chúng ta thường hay thấy trong kinh điển, tức là nói về 108 loại thọ, đó là từ đó mà có. Tức là từ ba từ sáu cái sự xúc tiếp xúc qua ba loại thọ, lạc khổ không lạc không khổ, cho hai hạng người, thánh nhân và phàm nhân, qua ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai, và từ đó chúng ta có 108 loại thọ. Cái chỗ này thì cũng không có quan trọng lắm ở trong khi chúng ta tu tập, nhưng mà đôi khi trong kinh điển có nói thì mình hiểu con số 108 đâu mà có. Chị Nguyên Tuệ có thấy được chỗ này không? Cũng đơn giản thôi, chỉ là hình thức pháp số thôi. Ở đây chỉ là mình đi ra ngoài đề chút cho nó vui ha. Thấy rõ chỗ đó thì chúng ta có 108 loại thọ.
Bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta đây là khi chúng ta có ba loại thọ như vậy thì ảnh hưởng như thế nào? Đất sẽ có ảnh hưởng đến ba cái tùy miên, trong bảy cái tùy miên chúng ta có ba cái phiền não ngủ ngầm, trong bảy cái phiền não đó mình phải làm sao mình loại bỏ, tức là đọa lạc á, nó có liên hệ đến cái dục ái, sự tham dục của mình, thấy mình thấy sướng qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình thấy sướng là mình thấy thích, là dính vào cái ái dục. Còn nếu mà mình thấy đau thấy khổ thì mình nổi nổi sân, cái phẫn nộ nổi sân, là cái sân sân cũng là một cái tùy phiền não mà nó liên hệ đến cái thọ khổ. Mình nổi khổ là mình nổi sân, còn mình thọ ái, mình thọ thọ lạc là mình nổi nhảy ra tham ái rồi. Mình thấy rõ ràng như vậy rồi mình thấy là lờ đờ, rồi khi không lạc không khổ rồi không để ý tới nó nữa, này đó là liên quan tới vô minh, cái si mình không để ý, không có chịu bắt nắm bắt cho được. Thành ra trong bảy cái tùy miên đó, dục ái phẫn nộ ngã mạn tà kiến hoài nghi hữu ái và vô minh đó, thì trong có ba cái, theo cái nhìn của ngài Analayo thì có ba cái tùy miên mà nó liên hệ tới ba loại thọ này, mình cần phải biết. Rồi bởi vì mình không biết như vậy là mình cứ tầm cầu dục lạc, mình không thấy được cái nguy hiểm của cái vị ngọt của cái sự tiếp xúc đó, rồi khi mà nó mình cứ muốn nó vậy hoài, hoặc là đã khổ thì muốn đẩy nó ra, mình nổi sân lên, mình thấy và dày vò thân xác này nọ, nhưng mà mình không biết là rồi nó có thay đổi, khi cái sướng của mình nó thay đổi nó vô thường thì mình đâm ra buồn rầu. Đó là cái lý luận của ở trong kinh điển nhà Phật. Cái điều cần của mình là mình làm sao mình thấy được, như chúng tôi nói là một phần, một cái trên một cái phương diện là mình thấy được là vô ngã, nó không có cái ngã nào ở trong đó. Cái thứ hai là mình thấy làm sao mình thấy được cái sự thay đổi, cái nguyên nhân làm cho thay đổi, cho nó thay đổi để mình không có dính mắc vào nó. Thì đó là nói về ba loại thọ và ba cái tùy miên. Ba loại thọ tức là thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ, và ba cái phiền não ngủ ngầm hay là ba tùy miên, tức là dục ái, phẫn nộ và vô minh. Bây giờ thì mời các anh chị trở về lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay, tức là cái bài dịch của chúng tôi, và xin đọc ra trong 30 phút còn lại. Chương 3, mũi tên của đau khổ. Giới thiệu. Chương này tiếp tục chủ đề được giới thiệu trong bài kinh ở chương trước, cho thấy rõ rằng tâm trí có thể tránh bị bệnh khi cơ thể bị tác động bởi bệnh tật. Tức là có thể giúp chúng ta thấy rõ được như vậy. Trong bài kinh đó, lời giảng ngắn gọn của Đức Phật đã được Ngài trưởng lão Sariputta giải thích chi tiết sự bám thủ vào năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, tức là bài giảng của Ngài Sariputta với ông Nakula. Bây giờ chúng ta có năm cái uẩn đó, thì bây giờ trong cái bài kinh này, trong cái bài chương này sẽ khai triển thêm về cái uẩn quan trọng nhất là thọ, để mình dễ thấy nhất liên quan đến cái bệnh của mình, cái thọ, cái sự đau khổ và sự sung sướng. Uẩn thứ hai trong số năm uẩn này là cảm thọ, đặc biệt liên quan đến việc học tập cách tránh cơn đau của cơ thể làm ảnh hưởng đến tâm trí. Đây là chủ đề của bài kinh được trình bày trong chương, minh họa bằng một ví dụ mô tả việc bị bắn bởi một hoặc hai mũi tên. Ở đây, bài kinh trích ra trong tạp A Hàm SA 470, tức là Sanjutta Agama, bài kinh số 470, và bài kinh tương ứng trong tương ưng bộ SN 36.6, tức là bài kinh số 6 trong phẩm 36 của tương ưng bộ tạng Pali. Cả hai bài kinh cho thấy nỗi đau thể xác có thể dẫn đến những phiền não cản trở con đường đưa đến giải thoát. Những phiền não lậu hoặc này được thể hiện trong ba khuynh hướng phiền não ngủ ngầm, thường được gọi là ba tùy miên Anusaya. Tùy miên tức là ngủ ngầm. Kinh điển Phật giáo sơ kỳ liệt kê bảy khuynh hướng tiềm ẩn như vậy. Đó là sự kiện mà tâm trí bị tác động theo cách thức thường không được nhận biết một cách có ý thức. Những động lực tiềm ẩn trong tâm trí này có xu hướng kích hoạt sự phát sinh của tâm ô nhiễm sau đây, của bảy tâm ô nhiễm sau đây: dục ái, sân, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn, hữu ái và vô minh.
Bài kinh trong chương này, tức là bài kinh mũi tên, đề cập đến ba trong bảy tùy miên đó. Đó là tùy miên về dục ái, về sân và vô minh. Ba tùy miên này liên quan đến ba loại cảm thọ. Cảm thọ lạc, dễ chịu, có thể kích hoạt tùy miên dục ái. Cảm thọ khổ, đau đớn, có thể kích hoạt tùy miên sân. Và cảm thọ trung tính, không lạc, không khổ, có thể kích hoạt tùy miên vô minh. Kết quả của tương quan đó như sau: có cảm thọ lạc là sinh ra dục ái, cảm thọ khổ là sinh ra sân, và cảm thọ trung tính tức là vô minh hay là si. Do đó, nhiệm vụ chính liên quan đến trải nghiệm các cảm thọ là để tránh kích hoạt các tùy miên cơ bản này, tức là không có làm cho nó sinh ra. Mình khi đau rồi mình cũng không khổ. Hoặc là khi mà mình đau mà mình thấy nó trơ trơ rồi mình cũng phải nhìn cho nó rõ, chứ đừng có lướt qua. Hoặc là mình thấy nó hết đau rồi mình thấy sướng, hoặc là người ta tới xoa bóp mình, hoặc là mình uống khi mình đau vậy, có người thì uống một chút xíu rượu thấy cho nó ấm trong người này kia, rồi còn mình thấy lân 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 lân, mình thích theo cái cảm giác đó, là phải coi chừng. Đó là cảm thọ lạc. Và khi nó hết 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 lân lân rồi cái mình khổ trở lại. Mình thấy rõ như vậy. Thấy rõ. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn tạp A Hàm, bài kinh này rất là hay. Chúng tôi dựa theo cái bài kinh của thầy Đức Thắng, của hòa thượng Đức Thắng, rồi sửa lại dựa theo cái so sánh với bản tiếng Anh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc, tức là trúc lâm khu Kalanda, tức là Nalanda, thành Vương Xá Rajagahia. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ khưu: phàm phu ngu si không học sinh khổ thọ, lạc thọ không khổ không lạc thọ. Đa văn thánh đệ tử cũng sinh khổ thọ, lạc thọ không khổ không lạc thọ. Này các tỳ khưu, như vậy giữa phàm phu và thánh nhân có gì khác? Tức là phàm phu và thánh nhân ở đây đều có ba loại khổ, ba loại thọ hết: thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Như vậy thì khác nhau ở chỗ nào? Các tỳ khưu bạch Phật: Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Lành thai Thế Tôn cuối sinh nói đầy đủ. Các tỳ khưu sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành. Cái câu này là cái câu rất là hay. Đó là kiểu mà nói kiểu lễ phép ngày xưa. Phật bảo các tỳ khưu tiếp: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ông mà nói. Này các tỳ khưu, phàm phu ngu si không học, vì thân xúc phạm chạm sinh các thọ, tăng thêm các khổ đau, cho đến bị cướp mất mạng sống, sầu bi quán thán quán, khóc lóc kêu gào, tâm sinh cuồng loạn. Ngay lúc đó hai thọ tăng trưởng là thân thọ và tâm thọ. Bởi vì mình không có học á, khi mình tiếp xúc với các thọ như vậy đến mình bắt đầu mình khóc lóc kêu gào đủ thứ, thì lúc đó là mình có hai, đó là có đó thân và có tâm. Như có người thân bị trúng hai mũi tên độc vô cùng đau đớn, phàm phu ngu si không học lại cũng như vậy. Hai thọ tăng trưởng là thân thọ, tâm thọ vô cùng đau đớn, khổ sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu si không học này, vì không biết rõ, nên ở nơi ngũ dục mà phát sinh các cảm xúc lạc thọ. Lãnh thọ năm thứ dục lạc. Do lãnh thọ năm thứ dục lạc nên bị tham sử khai sai khiến. Vì xúc chạm cảm thọ khổ nên sinh sân nhuế. Vì nổi sân nhuế nên bị nhuế sử sai khiến. Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt và tai hại và xuất ly của hai thọ này mà không biết như thật. Vì không biết như thật nên sinh cảm thọ không khổ không lạc, bị sai si sử sai khiến. Nó bị lạc thọ trói buộc, mãi không thể lìa. Bị khổ thọ trói buộc, trọn không thể lìa. Bị cảm thọ không khổ không lạc trói buộc, cuối cùng không thể lùi. Cái gì trói buộc? Bị tham, nhuế, sân trói buộc. Bị sinh già, bệnh chết, ưu bi, khổ não trói buộc. Cái câu này cái lúc thầy Hán này khi mình đọc mình thấy nó khó hiểu ha. Đại khái nói rằng khi một cái người phàm phu mình không có học, tức là không có biết, học ở đây tức là mình biết lời dạy Đức Phật rồi mình thực hành học tập, thì mình bị hai cái mũi tên, mũi tên có tẩm thuốc độc, mũi tên bắn vào thân và đáng bắn vào tâm. Bởi vì khi mà mình cái thân mình bị đau thì hoặc là mình thì cái sân nó nổi lên, và khi mình thấy sướng tới lạc thì có cái tham nổi lên, nhưng mình không thấy rõ được cái sự sinh diệt, cái sự phát sinh nó như thế nào và sự diệt tận như thế nào, cái vị ngọt của nó, cái sự
cám dỗ của nó, và cũng cách mà mình xuất ly ra khỏi cái hai loại thọ đó như thế nào, hoặc là ba loại thọ đó như thế nào, mình thấy không rõ. Rồi mình có như vậy mà mình làm cho mình đau khổ, thành ra đó là cái bệnh của cái người mà phàm phu không có học, không có học, tức là vô văn thánh đệ tử. Bây giờ quý vị đa văn thánh đệ tử, thân xúc sinh khổ thọ, tức là cái thân mà khi tiếp xúc là sinh khổ thọ, khổ lớn bức bách cho đến cứ mất sinh mạng mà không khởi lo buồn, quán tháng quán khóc lóc kêu gào loạn tâm phát cuồng. Lúc đó thì ở phàm phu chỉ sinh một thứ thọ thôi, đó là thân thọ, chứ không có sinh tâm thọ. Như một người bị trúng một mũi tên độc không bị mũi tên độc thứ hai, ngay khi đó chỉ sinh có một cảm thọ, đó là thân thọ, mà không sinh ra tâm thọ, cái tâm nó không có chạy theo. Khi xúc chạm lạc thọ không nhiễm dục lạc, tức là cái dầu bây giờ có cái thân nó có cái cảm thọ sướng lạc thọ, nhưng mà không có chạy theo cái dục lạc, cái sự ham muốn đó. Vì không nhiễm dục lạc nên đối với lạc thọ này tham sử không sai khiến, bởi vì không có chạy theo. Như vậy cái tham sử, tức là cái tham nó sai khiến mình, gọi cái tham mà nó cột buộc mình, nó trói buộc mình, nó không có sai khiến mình. Khi xúc chạm khổ thọ thì không sinh sân nhuế, tức là khi khi mà mình có một cái thọ đau thì mình không có nổi sân. Vì không sinh sân nhuế nên nhuế sử không thể sai khiến, bởi vì mình không có nổi sân rồi thì là cái sân triền miên nó không có trói buộc mình, nó không có sai khiến mình. Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt tai hại, sự xuất ly của hai sử này bà biết như thật, vì biết như thật cảm thọ không khổ không lạc nên si sử không thể sai khiến được. Thì bây giờ cái vị đó là biết được cái sự phát sinh cũng như cái sự tàn diệt, cũng như cái vị ngọt, cái tai hại, có khi mà tham thủ hoặc là mình nổi sân đấy nữa, của hai cái kiết sử đó, cái sự tham và cái sự sân đó, mình biết rõ ràng như vậy, mình biết rõ cái tính chất của cảm thọ như vậy. Rồi khi nào mà mình biết được thấy rõ được một cái cảm thọ trơ trơ không khổ không lạc, mình nhận thấy được như nó, thì như vậy là cái kiết sử si cũng không có trói buộc mình được. Và đối như vậy thì lạc thọ được giải thoát, không bị trói buộc, khổ thọ không khổ không lạc thọ cũng được giải thoát, không bị trói buộc. Như vậy là mình thoát ra được. Khi mình tiếp xúc, như nãy chúng tôi nói, khi có xúc là có thọ, một trong ba loại thọ, nhưng mà mình chỉ dừng ở đó thôi, chứ không có chạy, không có phản ứng tiếp. Mình chỉ ghi nhận như vậy, thì như vậy là mình không có tâm, mình không có khổ. Cái thân cũng vẫn đau, nhưng mà cái tâm không có khổ. Hoặc là cái thân nó vẫn sướng, mà cái tâm nó cũng bình tĩnh thôi, không có chạy theo cái sướng đó. Không bị cái gì trói buộc, tham nhuế si không bị trói, không trói buộc, sinh già bệnh chết ưu bi khổ não cũng không trói buộc. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói lên bài kệ: đa văn đổi đối khổ vui, không phải không cảm giác, so với kẻ không học, người này thật xa khác. Tức là cái người thánh đa văn đối với thọ khổ hay vui không phải là họ không có cảm giác, nhưng mà so với là cái người mà không có học, tức là cái phàm phu thì là khác nhau. Thọ lạc không buông lung, gặp khổ không tăng sầu, khổ vui đều thải đều bỏ, không thuận cũng không trái. Tức là cái vị khác nhau ở chỗ là cái vị thánh đa văn thọ lạc thì không có dễ vui, không có chạy theo, khổ cũng không có tăng lên cái sầu, khổ vui thải đều bỏ, không thuận mà cũng không trái. Tỳ khưu siêng phương tiện, chánh trí không khuynh động, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ, vì biết rõ các thọ hiện tại sạch các lậu tức là các lậu hoặc đó, khi chết không đọa lạc, an trú đại niết bàn. Thật ra mình thấy đó, cái bài kinh Phật nói kinh này xong, chúng tỳ khưu nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó là cái phần bài kinh của trong trích ở trong tạp A-Hàm của thầy Đức Thắng, hòa thượng Đức Thắng dịch. Đọc thì ta nhiều khi có những cái điểm mà thầy dịch sát là đọc rồi mình thấy hơi khó, có thể trong tương lai chúng tôi sẽ hiệu đính lại chút đỉnh làm cho nó dễ đọc hơn. Bây giờ xin đọc cái phần thảo luận. Hai bài kinh trong chương này minh họa tình huống của một người có tâm trí đau khổ cùng với nỗi đau thể xác, với ví dụ về một người bị bắn bởi hai mũi tên.
Ngược lại, người không bị dao động bởi nỗi đau thể xác có thể so sánh với việc bị bắn chỉ bằng mũi tên thôi. À, tức là bắn hai mũi tên, tức là thân đau, tâm cũng đau. Còn bị bắn bằng mũi tên thôi thì chỉ có cái thân đau thôi. Bài kinh trong Tạp A Hàm còn cho biết các mũi tên ấy có tẩm thuốc độc. Bởi vì với một mũi tên tẩm thuốc độc, vấn đề chính là việc bị nhiễm độc phát sinh khi bị trúng tên cho dù với một mũi tên duy nhất. Điều này làm bài kinh có vẻ ít thích hợp. Vấn đề ở đây là nỗi đau bị tổn thương bởi một mũi tên không có chất độc, như trường hợp trong phiên bản của Tương Ưng Bộ, thì thực sự có sự khác biệt giữa việc trúng một mũi tên hoặc hai mũi tên. Xét về mặt này, bài kinh trong Tương Ưng Bộ rõ ràng trình bày thích hợp hơn. Tức là ngài ý muốn nói là cái chữ tẩm thuốc độc là dư. Bởi vì nếu đã là tẩm thuốc độc rồi thì dầu cho trúng một mũi tên hai mũi tên thì cũng đau cũng chết hết. À, thành ra cái sự khác biệt ở đây là phải nói là mũi tên thường thôi, nhưng mà bắn trúng lần đầu thì đau, là trúng lần thứ hai thì đau thêm nữa. À, thì như vậy thì cái trong cái bài kinh của Tương Ưng Bộ của Tạng Nikaya Pali thì có vẻ đúng hợp lý hơn. À, tức là mũi tên thôi chứ không có chữ tẩm thuốc độc. À, bên trong cái bài kinh Tạp A Hàm thì thêm cái chữ tẩm thuốc độc cho có vẻ cường điệu quá, nhưng mà mình suy nghĩ lại theo cái nhìn của ngài Tỳ Khưu Anadayo thì nó không có chính xác lắm. Điểm được minh họa sống động với ví dụ của hai mũi tên là rằng đau buồn và kháng cự, lo lắng và thất vọng cũng như bất kỳ thái độ tiêu cực nào khác đối với nỗi đau thể xác chỉ đơn giản sẽ làm tăng sự đau khổ mà một người phải trải qua. Mặc dù điều này dễ nói nhưng nó ít được thực hiện. May mắn là bài kinh không dừng lại ở việc làm nổi bật nguyên tắc cơ bản này, mà còn cho thấy làm thế nào để áp dụng vào thực tế. À, mình thấy rằng cái hình ảnh, cái ví dụ về một cái người bị trúng hai cái mũi tên đó, thì mình thấy rất là sống động, và mặc là dễ dễ thấy nhưng mà thực hiện như thế nào thì là cả một vấn đề. Sự khác biệt quyết định giữa một phàm phu với một phàm nhân chịu đựng nỗi đau đớn và vị thánh đệ tử không chịu nỗi đau khổ là do sự hiểu biết tương ứng. Là cái sự khác biệt giữa một cái vị thánh và là phàm nhân là mình phải hiểu hiểu biết cái sự hiểu biết. Mũi tên thứ hai có thể tránh được bằng cách nuôi dưỡng sự hiểu biết đúng đắn về các cảm thọ. Quan trọng ở đây là hiểu biết rằng khi chúng phát sinh thì chúng sẽ tàn diệt, có sinh thì có diệt. Điều này giúp chống lại xu hướng tự nhiên của tâm trí là nhận thức cho rằng các cảm thọ, đặc biệt là cảm thọ đau đớn tại thời điểm bị bệnh, là vững bền và không bao giờ kết thúc. Thay vào đó, cảm thọ là một tiến trình thay đổi. Và cái chỗ này nó quan trọng. Khi mình đau là mình cứ tưởng là nó đau hoài, mà sẽ mình biết là nó sẽ hết. Hết 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 nhanh hay là hết chậm thì nó khác, nhưng nó sẽ hết, nó vô thường. Nhưng mà mình không chấp nhận, là mình khổ thêm. Mỗi khi người ta phản ứng với cơn đau, với sự khó chịu, điều này sẽ kích hoạt tuyền miên sân hay phẫn nộ, Vatigha Anusaya, phát khởi trong tâm trí. Khi khuynh hướng cơ bản này càng được kích hoạt, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, và từ đó việc phát sinh nỗi sân hận sẽ dễ dàng được kích hoạt hơn trong tương lai. Ngược lại, mỗi một lúc không phản ứng với cơn đau sẽ làm yếu đi khuynh hướng sân hận tiềm ẩn trong tâm và thúc đẩy phát triển của trí tuệ giải thoát. Theo cách này, nỗi đau thể xác không chỉ là một thách thức nặng nhọc, nó còn tạo ra một cơ hội mạnh mẽ để đạt được sự tiến bộ trên con đường đưa đến giải thoát. Tức là cái ý của ngài muốn nói rằng là mình phải tập thôi. Khi mình đau là khi mình bị đau là mình tập. Mình tập có thể là mình không có hết được, mình vẫn còn đau, nhưng mà mình có ý thức mỗi ngày chút một chút một chút thì nó càng ngày càng tích lũy dần dần thành thói quen, là cái trí tuệ nó sẽ phát sinh, chứ không phải là tự nhiên là mình tu một cái rẹt là mình thấy được liền, là mình kiểm soát được được cái nỗi cơn đau, nó không có đúng. À, mình vẫn còn đau, không biết còn nghe rõ không? Nghe rõ chứ ha. Hello, nghe rõ, cảm ơn qua Champa. À, mình phải tập, mỗi lần mình đau á, là mình phải phải tập cái tâm của mình như thế, tập riết ra thành cái thói quen, đó là ý của ngài Anadayo muốn nói như vậy. Điều này không chỉ để chống lại thói quen phản ứng với sân hận. Kinh nghiệm về nỗi đau dễ dẫn theo việc theo đuổi khoái cảm, nhục dục, một điểm được làm với sự rõ ràng, đặc biệt trong bài kinh của Tương Ưng Bộ. Theo bài kinh, khi bị chạm vào nỗi đau,
phàm nhân tìm kiếm một sự thay thế cho trải nghiệm đau đớn bằng một hình thức khoái lạc dục dục nào đó. Bài kinh Pali giải thích rằng điều này là do phàm nhân không biết có cách nào khác để thoát khỏi cơn đau, ngoại trừ đắm chìm trong khoái cảm dục dục. Đối với suy nghĩ thông thường, việc thay thế duy nhất cho thực tế đau đớn của một cơ thể bệnh tật là đánh lạc hướng bản thân bằng một hình thức hưởng thụ cảm giác nào đó. Một chiến lược như vậy không giải quyết được vấn đề và thay vào đó dẫn đến sự kích hoạt và củng cố triền miên dục ái. Anh Dũng có nghe rồi, tại sao có người lại nói không nghe không rõ? Không biết trong này bây giờ còn nghe được không? Thỉnh thoảng thì có người nói à nghe lại rồi hả? Chắc là đường truyền không có rõ, không có ổn định. Thì ý cũng muốn nói là như vậy là có một khuynh hướng khác là khi mình đau á, thì mình thay vì mình trực diện với cơn đau là mình chạy theo, mình tìm cách lãng quên, mà thấy mình chạy theo một cái cơn đau, một cái dục dục khác, một cái khoái cảm khác để mà tạm thời quên cơn đau, chẳng hạn như uống rượu chẳng hạn. Mình đau chịu không nổi cái mình uống rượu cho say mình quên đi, hoặc là mình chích thuốc phiện, hoặc là mình xì ke đại khái như vậy ha, mình tìm nó quên đi. Thật sự đó là nó chỉ là lãng quên giây phút thôi, nhưng mà cái cơn đau nó vẫn là cơn đau. Rồi mình chạy theo cái khoái cảm đó. Thì cái đó là chỉ là nó kích hoạt thêm cái triền miên tham ái của mình, rồi mình thấy thích thích rồi mình chạy sướng, rồi mình chạy theo cái đó. Bây giờ nếu mà sự tu tập là khi mình đau thì mình bình tĩnh, mình nhìn cái cơn đau đó. Mình nhìn nó mức nào. Dĩ nhiên nói như vậy là cũng không có lý tưởng thôi, chứ đôi khi mình đau quá chịu không được thì cũng phải uống thuốc giảm đau chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mình đau chút chút, chẳng hạn như bản thân chúng tôi cũng vậy, nếu mà đau chút chút thì mình cố gắng mình nhìn, nhìn để mình học tập. Càng chạy theo vị ngọt của các cảm thọ lạc, phàm nhân sẽ càng bị ảnh hưởng bởi các mối nguy hiểm vốn có của chúng. Điều nguy hiểm này đặc biệt ở chỗ càng có nhiều cảm thọ dễ chịu, phàm nhân sẽ càng bị ảnh hưởng bởi bản chất vô thường, thay đổi của chúng. Và đặc biệt khi sự thay đổi này là sự trở lại với cảm nghiệm đau đớn sau một thời gian ngắn ngủi được lãng quên trong khoái lạc. Theo cách này, chiến lược bù đắp cho trải nghiệm đau đớn bằng cách đắm chìm trong khoái cảm nhục dục, tuy mang lại sự nhẹ nhõm nhất thời, nhưng về dài lâu sẽ làm đau khổ nhiều hơn. Tương tự với việc gãi một vết thương bị nhiễm trùng, cảm giác ngứa ngáy biến mất trong một thời gian ngắn, nhưng vết thương vẫn còn bị nhiễm trùng nhiều hơn. Kết quả cuối cùng của cách tìm cảm giác khoái lạc để tâm lãng quên cơn đau thể xác là một vòng luẩn quẩn càng lúc càng tạo ra nhiều phản ứng điên rồ với các cảm thọ và từ đó phải chịu sự kích hoạt của các phiền não tùy niệm. Tức là một cái phương diện khác mình thấy rằng mặc dù khi mình đau rồi mình tìm cái cách mình chạy theo những cảm giác khoái lạc một cách nào đó để mà tạm thời quên cơn đau, nhưng mà cái cảm giác khoái lạc nó không có vững bền, rồi nó cũng hết, rồi đau trở lại làm mình khổ thêm. Hoặc là giống như cái một cái khi mà bị một cái vết thương nó sắp sửa lành rồi, cái nó ngứa, cái da mà nó lành gần lành nó ngứa ngáy, cái khó chịu, cái mình gãi, mình càng gãi mình càng thấy khoái, nhưng mà càng gãi thì vết thương nó càng lở loét thêm. Những người bị ghẻ mình biết cái chuyện đó, mình phải chịu đựng mới được. Bật xịt thuốc và đồng chịu đựng cái cơn, mình đừng có gãi. Nói thì dễ nhưng mà đôi khi cũng khó ai. Cái khuynh hướng mình để ý, đó là cái điều như vậy. Thiếu sự hiểu biết cũng là một vấn đề, ngay cả khi có cảm thọ trung tính, không khổ không lạc, vì bản chất nhạt nhẽo của chúng rất dễ bị bỏ qua. Điều này kích hoạt xu hướng tiềm ẩn của vô minh. Điều này đặc biệt thể hiện ở lòng mong muốn chuyển hướng từ những gì được xem là một trải nghiệm nhàm chán để đến cảm giác kích thích khoái lạc. Bởi vì khi mình không có mà có cảm thọ nhà không khổ không lạc thì tự nhiên mình thấy nhàm chán, mình thích muốn kích thích. Nhiều khi mình muốn kích thích nó thật đau và kích thích thật sướng, chứ mình không có muốn cái cảm thọ trơ trơ. Cũng đó là một cái điều nữa. Cái tâm của mình lúc nào cũng tìm cách kích thích. Mình để ý ở chỗ đó. Ngược lại, bằng cách tiếp cận với sự hiểu biết tỉnh giác về các trải nghiệm của cảm thọ nói chung và nỗi đau thể xác nói riêng, các trải nghiệm này có thể trở thành một nguồn lực mạnh mẽ của thể giác. Tất cả những gì cần có là duy trì tỉnh thức trong thời khắc hiện tại về tiến trình thay đổi của các cảm thọ như chúng là như thế và không phản ứng. Bài kinh trong chương này tuyên bố rằng người nào vượt thoát ra tầm ảnh hưởng bởi mũi tên thứ hai
Người ấy có thể vượt ra toàn bộ các vấn đề mà theo chân lý đầu tiên, cao quý đầu tiên, khổ đế của Tứ Thánh Đế tạo ra khổ, tức là không còn tham ái nữa, mình vượt ra được. Thật ra nó là một cái lý tưởng. Ra khi mà mình chịu đựng cái cơn đau, mình theo dõi cơn đau, nó là một hình thức tu tập. Rồi mình cũng nên nhớ là đừng có nản chí. Khi đau quá chịu không nổi rồi thì mình tìm cách uống thuốc hay là cái gì đó để lãng quên thì cái đó cũng được thôi. Nhưng mỗi ngày một chút, mình gia tăng cái sức chịu đựng cũng như sự tỉnh thức của mình. Đừng có bao giờ nản chí hoặc cho rằng nó là thất bại. Đừng có đặt cái tiêu chuẩn cao quá là ngồi cái đau chịu đựng cho nó xong thì không có đâu. Nhưng mà mỗi ngày một chút mình tập. Theo cách này, trong quan điểm của Phật giáo sơ kỳ, được tiếp cận với chánh niệm và trí tuệ, đau đớn về thể xác có một tiềm năng đáng kể để đưa đến giải thoát. Thành thử ra cái cơn đau mình cũng là một cái đề mục tốt để mình theo dõi. Mặc dù rõ ràng nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ do hành thiền đem đến, các bài kinh nguyên thủy cũng bao gồm những phẩm chất khác rất có ích lợi khi ta lâm bệnh. Ngoài việc có thể chịu đựng nỗi đau, các đoạn kinh trong tư chương tiếp theo trình bày một tập hợp các phẩm chất khác đáng khen ngợi của bệnh nhân cũng như của vị y tá để đảm bảo việc phục hồi nhanh chóng. Những đoạn kinh văn đó ghi nhận các khía cạnh thông thường của tình trạng bị bệnh. Bên cạnh sự nhấn mạnh thường xuyên về cách tiếp cận một tình huống như vậy từ góc độ hành thiền. Do đó, các kinh văn ngầm cho biết rằng phương pháp hành thiền đối với bệnh tật không có nghĩa là thay thế chăm sóc y tế đúng cách mà để bổ sung. Đưa ra ví dụ về hình ảnh của hai mũi tên, ý tưởng chính không phải là để khuyên chúng ta chỉ nên chịu đựng bất kỳ nỗi đau thể xác nào mà không làm gì với nó. Thay vào đó, chúng ta cần phải quan tâm đúng đắn về những gì đã dẫn đến mũi tên đầu tiên với bất kỳ phương tiện y tế hợp lý và thích hợp. Và bên cạnh, chúng ta phải rèn luyện tâm trí để tránh mũi tên thứ hai. Cái chỗ này là Ngài nói rất rõ, tức là mình đừng có tránh cái cực, mà phải tránh một cái cực đoan khác là hành hạ thân xác. Khi đau rồi mình phải biết tại sao mình đau như vậy để mình đi uống thuốc trị cái bệnh của mình. Nhưng mà trong khi mình đợi cái thuốc nó thấm, hoặc là nhiều khi những cái phương pháp chữa bệnh nó không phải làm một cái rẹt là nó hết bệnh ngay, nó vẫn còn đau. Nhưng mà mình có cái lòng tin ở bác sĩ, lòng tin ở cái phương thức để mà đối trị cơn đau, rồi mình chịu đựng cái cơn đau đó, để đợi cho nó lành bệnh. Thì cái đó mới là cái mình trung dung, mình đi cái hướng trung hòa, chứ không có đi qua một cái hướng cực đoan là hành hạ thân xác, hoặc một cực đoan khác là mình tìm cách mình quên, mình lẩn tránh cái đó. Tức là mình đau là phải uống thuốc, phải theo một cái chế độ dinh dưỡng, một chế độ điều trị, nhưng mà đồng thời mình phải có cái kiên nhẫn chịu đựng, chứ không có nóng nảy. Không có cái thuốc tiên nào, thuốc thánh nào mà trị được cái cơn bệnh cơn đau. Và như chúng tôi có tâm tình ngay bữa đầu là nhất là khi mình lớn tuổi rồi thì càng ngày nó càng đau thôi, không có tránh được. Nhưng mà điều cần của mình là đừng có tìm cách lãng quên qua những cái hình thức dùng ma túy hay là rượu chè này kia. Cái đó là mình phải tránh. Còn uống thuốc để mà trị bệnh thì dĩ nhiên cũng phải phải làm. Thì bây giờ như vậy thì chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây trong khi mà trình bày. Nếu mà có gì sơ sót thì cũng xin mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu. Cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc tất cả quý anh chị và quý chư tôn đức tăng ni được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin phép đọc về kinh Ratana Sutta. Yani thapu ta ni samagata ni bhumma